Rồi. Rồi. Đi xanh. Ủa, cửa mở kìa. Phải lừa đấy. Ba trong nhà nghỉ em. Người Nga người. Sẽ làm. Xong. Tới số. Anh em nhá. Tới số rồi. Nhìn kỹ vào. Nhìn kỹ vào. Hello anh em nhé. Buồn quá anh em ạ. Không nhanh gì nào nữa. Bằng mình nhìn xem lại rồi. Chào chào mấy anh em nhá. Ờ, cái nhà này đầy, cái nhà 5 tầng này đầy đầy người đằng. Ba này thử vào lên. Không xe nào luôn. Kia. Không phải xe 96 thì 673 hay là 75. Đây là anh em có biết thằng Toàn xem tôi đâu không nhỉ? Đang đua. Đi đua bị công an bắt rồi. Vụ gì á? Nó mượn nó mấy cái điện thoại về ở nó xe của anh. Ui. Đi đâu ấy. Đúng chỗ bán ra rồi. Xong. Đang đi tìm gặp những cái quả như này. Ai đang lòng tính nhảy xuống luôn mua hai con. Có phao không ạ? Đi đây không? Nhưng quả này tôi gặp tôi bụt trực tiếp cho anh em xem. Tớ mù mắt luôn. Báo quá báo. Báo rồi anh em ạ. Bây giờ chưa biết điện thoại về xe mình đang ở đâu. Sáng thằng bé dậy sớm quét nhà quét sân nghe thôi. Đâu nó không quét. Nó mặc ở mặc tắm thôi. Tắm đẹp lắm. Quần áo sang xịn mịn. Lấy cần rách gối ghế khổ nhưng mà được cái mặc hai hôm rồi. Anh em có biết Toàn theo mình ở đâu không? Ở nó đang chơi ở đâu ấy chứ không phải ở nhà nó ở đâu. Nhà nó mình biết đâu. Anh mà thông thương anh bắt anh đi tìm. Em mới chào. Anh em chia sẻ đi anh em ơi. Thằng nào anh đi đâu đấy, đi tìm thằng Toàn. Mạnh nhà đúng mày. Thằng Toàn đâu? Chúng mày biết nó ở đâu không? Đây là đi tí thôi nhá, bắt được tôi vụt trực tiếp cho anh em xem quả ba pha của tôi. Bạn dơ quả đồ long đao lên cho mọi người xem này. Đồ long đao này của quật cho gãy người luôn. Mạnh nhà. Nói được làm được nhé. Nói được làm được. Bây giờ là đang không thấy điện thoại với cả không thấy xe ở đâu rồi. Hai điện thoại, một anh xe. Anh em dừng lên khỏi chói. Yêu ơi, mày biết thằng Toàn ở đâu không? Yêu không, Yêu lên cả tem của sáng. Cái gì? Yêu không, Yêu quỷ hay không? À. Bây giờ là... Ông gọi trong Quang Siêu rồi phải không? Anh, tôi gọi rồi, chứ không nghe. Mọi người chia sẻ mình cái nhá. Tất cả anh em chia sẻ mình cái. Sao lại tìm ở Vân Lâm? Quận này giờ là quá, anh Toàn đi bay à? Nó mà dám bay. Bay cho vụt cho nhảy luôn. Mày biết thằng Toàn ở đâu không em? Đít mẹ thằng chó này. Bắt anh em phải đi tìm giữa trưa nắng như này. Ngủ không được ngủ. Quay không được quay. Anh em có biết thằng Toàn theo mình ở đâu không nhở? Mọi người chia sẻ mình đã để mọi người vào xem mình hỏi phải. Người yêu anh yêu Văn Lâm. Văn Lâm. À, hôm qua nó bảo em là người yêu nó ở Tam Á. Này Tam Á, chỗ nào? Nhà nghỉ đi, có nhà nghỉ Hoàng Gia ở cổng làng Tam Á, cổng chào đấy. Tôi bắt được tôi trực tiếp về, đang trực tiếp về tôi cầm tôi vụt cho anh em xem. Tôi biết tem tôi là phải như thế nào. Quả đồ long đao tôi chuyên để gọi là trị những cái con dòi anh em ạ. Quả đồ long đao của tôi lên thử vụt tạ mà này nhá. Chắc bà con nghe thấy lại. Bây giờ bắt được tôi bắt được thằng Toàn đâu tôi vụt cho anh em trên này.
chó là nó điêu anh em sai lừa lại. Anh nhắn tin. Chờ 425 anh em chia sẻ mình phát để riêng con lợn này. Bây giờ là thằng Toàn, thằng Minh Toàn ra mình nó đi đâu từ sáng chưa về. Đi từ sáng sớm đi xe mình cầm điện thoại Vương, cầm điện thoại Nghiệm. Xe Hoàng. Xe tôi, đấy. Láo rồi. Mang tiếng quá anh em. Không muốn mang tiếng đâu. Gần nhà nghỉ. Mang ra hả? Ờ, cùng... Ai đấy? Cùng ai? Cùng chào ở Tam Á. Gần nhà nghỉ Hoàng gia. Ờ, Tam Á. Ờ, Tam Á. Nhà Hoàng gia bị gỡ biển rồi. Người yêu nhà nhà nghỉ ở gần đấy á. Ông đi tôi biết nhà nghỉ. Tại nó cũng bảo em là... Đây, tôi cầm lại đi. Bắt được phát thì bán dơ đồ ông lao lên. Đấy, cần gì phải dơ tí á. Một mọi người tự biết rồi. Anh em biết dây ba pha nó như nào không? Bây giờ em mình nhớ. Anh em nào muốn thử? Thằng Minh Tú đi mẹ mày biết thằng Tòa ở đâu không? Tôi hỏi rồi, nó không biết. Mày nhắn tin với nó mày không biết à? Không, Toàn cũng nhắn rồi. Ở quán cà phê trên nhà Văn Hóa, Văn Lâm ạ. Điên là nó lên làm gì tận trên đấy. Anh em thấy... Anh em thấy chụp ảnh cho mình á, mình xem à? Chụp ảnh hoặc là chụp lại biển số xe cũng được anh em ạ. Anh em cứ nhìn thấy xe Win ở đâu bảo mình nhá. Anh em nhìn thấy xe mình, anh em chụp nhắn chụp cho Đạt em mình. Gửi cho anh Đạt để anh, Winner mình, anh em mình lên để tìm. Winner X màu trắng. Winner X màu trắng của mình là có... Có mà khớt biết biển. Có mà nhớ biển. Tôi bắt được đâu, tôi vụt cho bằng gãy người thôi. Ông thử, cứ thử đi nhà nghỉ Hoàng gia Tam Á. Anh em chia sẻ mình để mình hỏi xem thằng Minh Toàn theo mình ở đâu cái. Ở đâu nhà nghỉ trên này? Trên nữa, cổng chào ạ. Ờ, từ sáng gọi mất tích rồi, không nghe. Gọi xong mình nó không bây giờ nói. Là cầm xe của anh, điện thoại của Vương, điện thoại của Nghiệm. Một con 14, một con 11. Một con Winner X. Giá trị 4-5 triệu. Bây giờ là... Thằng Thắng mày biết nó ở đâu không? Không biết là nó đi chơi với ai hay như nào. Nghiệm từng... Hay là nó có ý đồ gì không thôi. Còn đâu tôi nghĩ... Ông Nghiệm hôm nay anh không biết là nó có dám không. Tại vì đợt trước cũng mấy lần như này ông nó về. Nó bảo là em đi chơi. Lần này thì điệp mẹ mày. Lần thứ hai rồi, thứ ba rồi thì tao bắt được đâu tao vụt cho đi. Tôi phát trực tiếp, tôi vụt nó cho anh em xem. Thì mẹ, vụt cho anh em biết tôi vụt dậy anh em xem tôi như nào. Đi mẹ ăn thai phải 50 roi. Trước anh vụt nó 50 cái, không xin nhề. Đi mẹ ấu dưới mày vụt cho rúi rồi, đi mẹ. Sao? Hết mắt rồi. Gì? Cái nào? Cái chắc chọc, chọc. Đâu nhà nghỉ trên kia? Đồng nhòi hết nữa. Đồng nhòi hết cả. 500 anh em chia sẻ mình gái riêng tài hôm nay thì rồi vậy thế mày Minh Tú mà chuẩn bị ăn phù đến nơi ấy. Anh gãy thế với ai? Nó đang đại đồng không? Đại đồng Thành á? Đại đồng đấy anh ạ, đang uống bia quán nhà em. Okay. Em chụp em gửi cho ai? Em chụp em gửi cho anh cái xem nào. Chụp gửi cho anh Đạt nha, nhưng mà chụp ông gửi cho Văn Đạt nhá. Chứ đừng bảo gì, chứ đừng bảo là anh Hoàng đang đi tìm nhá. Nhà Hoàng gia này. Chỗ ô tô 16 chỗ rồi. Em chụp em gửi cho Đạt đây, anh lên luôn. Đây đây, đây nhà nghỉ. Nhanh nhanh đi. À. Chỗ đang đại đồng rồi. Ơ em có. Chụp em à? Hả? Có. Không. Còn cái nào không anh? Em không, anh chỉ biết nhà nghỉ thôi. Đây là trước anh em là biết Toàn đâu mà có con xe Winner của mình ấy, xong rồi mọi người nhắn tin cho Phạm Văn Đạt nhá, mày mình live stream mình hỏi mọi người nhá. Đấy. 552 anh em ở đây. Anh em ở đi. Anh em biết Toàn ở đâu anh em nhắn tin cho Đạt xong chụp ảnh cho mình là mình lên. Anh em xem ai biết anh em chụp ảnh lại xong rồi gửi cho anh Đạt giúp mình nhé. Xem mời chụp em có không anh? Đấy cả hai bên này. Đợi mọi người trong đăng nhỉ. Bây giờ Toàn nó đi xe của mình về cầm điện thoại của Vương, cầm điện thoại ở Nghiệm từ 6 giờ. Mình có cam mình quay được hết mà, nhưng mà mình không biết là nó đi chơi. Nó chơi bài với gái nó có ấy không thôi, nó có suy nghĩ đến cái. Tại vì đây là lần thứ 2, thứ 3 rồi.
mình riêng hôm nay mình bắt được thì cho nó biết thế nào luôn. Mọi người nào mà thấy thằng Toàn với cả có xe mình ở đâu thì mọi người chụp cho mình gái gửi cho Đạt nhá. Phạm Văn Đạt đấy, đúng rồi, nick Phạm Văn Đạt. Chưa thấy gì. Đít mẹ nó đang đi tìm nó đây, chờ 600 anh em nhá. Anh em chia mình quả xẻ nhá. Để mình cho cả cái đất này người biết chụp, nó chụp, ở đâu chụp, để chụp gửi cho mình nhá. Vào mày chụp thằng Toàn lại cho anh. Chắc đi cám lần trước cũng mấy lần kiểu cầm điện thoại cầm xe anh em đi chơi rồi anh nhưng mà không dám cám. Nói thật là ở cái Thuận Thành này cắm đâu mình chẳng biết. Bây giờ là anh em tôi đi tìm xem là thằng em nó có ngủ với gái ở đâu không, tôi lôi nó ra tôi tát rồi thì à không vụt hay là cứ đi ba pha một dã giao du đâu rồi. Lần trước nó cũng lấy xe anh em tem về ở điện thoại các thứ đi, nó không làm cám. Bây giờ tôi không có cam kiếc nó check lại hết rồi mà. Tôi có hết rồi, tôi chưa muốn, tôi không muốn đăng em nó lên. Đó. Anh em mà biết em nó đang ở đâu thì bà gọi tôi ra. 611 anh em, 600 anh em chia sẻ mỗi anh em cho mình một quả xẻ nhá. Riêng thằng Toàn hôm nay tôi bắt được. Tôi hứa danh dự con chó không vụt nó gãy người luôn. Dây ba pha anh em biết ba cái đồng mà nó quấn vào nhau. Ở nhà em chỗ nào luôn đi. Và anh thôi rồi, tìm hết nhà nghỉ rồi. Nhiều bạn lắm à. Mẹ gọi em. Cái gì? Nó đang uống bia. Sao độc bó phép? Sự... Cầm máy nghiện đi uống bia. Có mà uống. Anh đi ra năm tám à? Ở đâu? Toàn làm gì đấy anh? Toàn đang mượn xe của bọn anh đi. Đi không hỏi. Mượn xe, mượn điện thoại. Một con 14, một con 11 và một con Viner X. Chờ 602 anh em nhá, riêng thằng Toàn hôm nay tôi bắt được tôi vụt nó ở live stream rồi chứ. Em vừa thấy thằng kia nó cũng... Anh Toàn vừa chạy xe đi rồi anh ạ. Ai? Mấy bọn cứ vẫn. Điệp nhà chó à, tôi vụt điệp nhà tại live stream rồi. Đi về nâu cho bị ăn dã sợ nhở. Chó gì gần trường Thuận Hai á. Cái gì mà gần trường Thuận Anh Hai? Nó bảo là gần trường Thuận Anh Hai, nhà nó gần chỗ dân trường Thuận Anh Hai. Bà chụp nó, tôi bảo chụp nó đi về, nó nói vớ vẩn gì cơ. Thì chắc đéo phải không? Mọi người biết Toàn đâu, phải chụp ảnh mình mới lên nhá. Chứ nhiều anh em cứ bảo thế để lừa mình mất bao nhiêu thời gian. Nam siêu chắc anh em nào gọi là anh em cứ chia sẻ mình đi để mình xem. Tại vì hai lần rồi trước nó cũng mượn xe về cả mày điện thoại anh em mà đi chơi mà nó không làm cám. Đúng rồi, mình hai lần. Nó cứ nhìn em hoài. Lần này mình phải xử tại vì có 8-3 bạn anh em ạ. Đi. Nhọn. Không có ảnh thì không phải lên còn nhớ chưa. Nhớ anh em fan cứ ấy. Lừa ông lên để gặp cười cái ông bà. Tao lừa vụt vụt tốt phát. Cây quá vụt thay thế. Không phải kiểu mình đang có việc của mình tiên bảo là nó ở trên đấy. Vừa mà chúng nắng ngáo à. Tí nhảy xuống quất luôn. Mặc áo làm gì. Mạng kém rồi.
cắm máy anh nghiệp chi định cắm máy vương. Để 14 dùng với bạn bè rồi, có ai chỉ cắm đủ tiền uống bia bạn bè này. Toàn ơi em đang nơi đâu? Dạ xe mau. Chắc chắn thế nào thằng này ngủ. Tôi nghi thằng này ngủ. Thế nó có ngủ tối đâu. Tìm em ở nơi đâu? Này, em biết Toàn đâu nhắn tin mình cả nhá. Ai ở đâu nhỉ? Quý khách vui lòng để lại lời nhà đi. Số em à? Đi đường đấy, đi đường nhỉ? Nhìn. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Mạnh đến gớm. Chặn hết rồi, họ đi mạnh ở chỗ. Chặn cả của anh Hoàng luôn à? Mày gọi xuống nhà mình. Đi mèo tôi bắt được đọc vô chuyện vào số ta cho nào. Mày tắt rồi. Không cứ mà bạn nghĩa này. Đi mèo tôi bắt được bạn cầm nhớ lại bạn quay nó để tôi vụt. 3538. Bạn cho tôi dạy nó không? Đi bạn dạy đi. Đi mẹ thế như này không được. Sai là phải dạy rồi. Không 904-3538 04-3538 Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Gọi thì thuê bao rồi anh em ạ. Rồi điều hòa nóng quá. Bật đi lên này giúp mát đâu. Mát hay bị chìm không? Ngoài mình sẽ đi tìm xem là anh em nào biết anh em nhắn tin gửi qua cho anh Đạt giúp mình cho anh em nhé. Tại vì Toàn nó mượn xe mà nó không hỏi. Thế cả nó cầm điện thoại của mình. Điện thoại mới đắp hộp xong giờ là nảy mất. Mãi mới hôm kia. Mới đắp hộp từ hôm kia. Thế mà nó lại dám lấy đi của mình mất. Anh em xem nó ở đâu anh em gửi tin nhắn cho mình phát. Vừa ngủ dậy thế là thấy không thấy đâu nữa. Vừa nhìn ngáo anh. Anh em nhìn thấy thằng Toàn đâu thì anh em bảo anh em thôi luôn nhá. Trong xe nó nhung nhằng. Như anh em biết thì anh em nhắn tin nhé. Anh em nhớ phải chụp vào cho anh em thôi để anh em tôi còn biết đường mà đi lên. Chứ anh em mà bảo nó trên đây mà không chụp hình như một tôi chả dám lên đâu. Tại đường xa xôi vắng ấy. Đi nhiều cũng không tìm. Tại vì lên đấy nên đến nơi tìm không thấy cũng mệt anh em ạ. Vừa tốn xăng thế là đâu filter nắng này nó cứ kiểu gì ấy, không phải là filter cái đâu. Xấu cũng được không sao Long ạ. Tầm này không biết xấu hay đẹp. Nếu tìm nó chỉ thấy nó là được, không cần phải xấu hay đẹp. Được kia. Anh em chia sẻ lên anh em ơi.
đông sợ mà đứng đi đợi bà từ sáng. Hay là lý do em đi đón bà chứ sợ. Vâng, Hoàng lái xe mà mẹ. Một con ở dưới một con lai một con tìm mẹ. Vâng ạ. Nói chung là chuyện gia đình anh em biết Toàn ở đâu thì anh em cứ gửi tin nhắn gửi ảnh chụp chỗ Toàn đang ở cho anh Đạt giúp mình nha anh em nha. Toàn cũng chỉ là mà bi sang tí. Gia đình nó nên là không nói nên làm gì. Nhìn giống Toàn đi con winner của anh Hoàng nha. Với cả cầm một con 14 của anh Nghiệm, 11 của mình. Đóng phim. Cái đóng phim. Dạ. Yeah. Chắc là anh lắm. Gửi anh gì? Chắc này. Điên lên cường này. Cường này thì điên rồi giết mày. Gửi anh đến chân. Hello tất cả anh em lên xem live nhá, anh em nào biết giúp mình phát. Mẹ thì nhà nó chung người không ạ, nó gửi ảnh với tôi quản. Tôi bảo tao giết mày đến nơi ấy. Bao nhiêu mắt? 426. Hello tất cả anh em nào mà đang ở trong đi con mẹ thằng danh con ấy, đang ở Thuận Thành, anh em chia sẻ với mình. Anh em chia sẻ, anh em biết nó ở đâu gửi vị trí cho mình phát anh em ơi. Mình gửi ảnh. Anh em gửi ảnh qua qua nick anh Đạt nhé, Phạm Văn Đạt nhé anh em nhé. Để anh em mình tìm thằng bạn. Tìm thằng bạn mình lạc đường anh em ạ. Nó đi đây, nó đi chơi quên đường về, mình phải đi tìm nó. Lạc đường rồi nên là phải đi tìm, cho nên là em quần chúng chơi hết thì nó về à. Sẽ hết. Tàn là cứ Tàn nó đi chơi không hỏi ai. Còn môi sắp tờ nó cười mà. Quần này. Giờ bóc siêu con iPhone X xong nó cầm đi. Cầm 14. Sao nó không xuống đấy thì anh hàng nhỉ? Toàn sống nổi và nói chung là anh em nào biết thì anh em chia sẻ đi anh em chia sẻ giúp mình đi để chia sẻ đến người gần chỗ nó để nó biết, để người ta biết, để người ta chụp ảnh này người ta gửi cho anh Đạt để mình lên chỗ ý mình tìm anh em nhé. Về Hải Dương rồi anh. Hải Dương gì, nếu mà xác định nó về Hải Dương thì anh em biết được, anh em chụp ảnh của mình quá. Lạng Sơn cũng mẹ mình được. Tầm Lạng Sơn, Đức Mạnh, anh Toàn, Bản Lĩnh, Quân Tử. Ở Văn Lâm Mạnh ơi. Đức, Mạnh ơi, mày biết nó ở đâu không em ơi? Để xì gái á. Xì gái thì cầm 14 đi được rồi, cầm cả 11 đi làm gì. Đã thế mà nó còn tắt hết nguồn, nó tắt hết mạng đi rồi. Nó khóa sim rồi. Với cả nó... Tao bảo 14 để nghe gọi cho ngoài, 11 để cắm. 11 để cắm xong Win ơi, để đi 14 là đi đường gọi trò chuyện với gái liên tục. Đúng. Giờ cao tít lên tận trời. Nắng nơi quá thì bật cắm X, đi taxi. Đi cắm Win đi. Với gái. Mẹ. Chết nhập. Nói chung là bây giờ anh em mà đầu tiên là cắm con nghiện đi cho mà thoải mái. Anh em mà nhìn thấy thì anh em chụp qua cho anh Đạt nhé, để anh em mình lên thấy anh Hoàng dạy cho nó một bài ca tình anh em cho nó biết là như nào luôn. Tình anh em Tàn nó đi chơi nó quên đường về anh em ạ. Nó có cầm nhầm con 14 của mình với cả con 11 của anh Nghiệm với cả con Win X của anh Hoàng. Tay nó ấy đưa đi cầm nhầm mà. Ai nó cầm nhầm. Cố tình nào. Tự nhiên nó ngã vào đấy xong nó cầm nhầm luôn vậy. Tuyệt vớ phải. Đúng con Win X 50. Với con điện thoại 30. Với con 15.
buồn của Toàn. Toàn ơi, Toàn bọn diễn, tao trẻ con như mày đâu mà phải diễn. Tía Vu cho biết, biết nhớ rồi luôn. Bây giờ anh em cứ thử gửi ảnh qua đây mình cho anh em xem. Bút như này bảo diễn như nào luôn nha. Bút như này bảo diễn không? Không phải chia như trên mạng kia đâu. Được chưa? Bút đi không chia. Ở đây là bút thẳng luôn chứ không chia. Trên kia là do chính sách nhà nước, YouTube này là phải chia. Chỉ cần anh em biết là bảo là nó ở đâu thôi, chụp ảnh thôi. Xong gửi đi xong có video được chưa? Mai trực tiếp cho anh em xem luôn làm sao. Video tới đâu nhở? Nó trốn một lời. Kiểu gì nó nằm đâu ngủ thôi. Nó không nằm quanh đây đâu, kiểu gì nó cũng đi xa. Bằng... Đấy xem nó về nhà chứ. Thế chắc đi xe là giảm đi xa. Cái điệp này nhớ này, cái đồ winner ấy của mình lại phải xuống vào. À, cái thằng kia rồi anh. Nó điên này rồi, nó đi. Tần này chỉ có tìm nhà nghỉ nào bây giờ. Tìm mẹ mày tìm hết nhà nghỉ đây rồi làm lồn thấy. Nó đi xa rồi. Hay là thằng... Ủa? Nó đi chắc nó đi con kia rồi. Hay là thằng Nau nó bảo... Văn Lâm nhỉ? Vẫn lồn nhà nghỉ Văn Lâm. Nhà Văn Lâm tìm bao nhiêu cái nhà? Nói chuyện. Chó ơi! Chắc nó cũng phải xuống tới Hà Nội rồi. Cái điền thế là làm gì? Hay nên với con siêu? Anh em ơi! Để anh em chia sẻ anh là anh em không gửi vị trí, không tìm thấy nó là không, anh em không xem được cái quật đâu. Tất bài đi em ạ. Tất đi em ạ. Ê anh em à, mấy nhắn tin cho mình luôn nhá. Chụp ảnh nhắn tin cho mình nhá. Phải có ảnh mình mới tin nhỉ.